Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình Bắc Quang, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, huyện Bắc Quang hiện có 23 đảng bộ cơ sở xã, thị trấn với 236 chi bộ trực thuộc. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành xong việc tổ chức đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2018, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Ngay sau việc tổ chức cho nhân dân đón xuân Ất Mùi an toàn tiết kiệm, chi bộ các xã thị trấn đang tích cực triển khai nghị quyết của chi bộ đến với người dân, phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Chúng tôi đến thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, đúng vào dịp chi bộ, ban quản lý thôn đang đẩy mạnh công tác chỉ đạo nhân dân các dân tộc trong thôn tích cực chăm sóc các loại cây trồng vụ xuân, nhằm đưa nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 đi vào cuộc sống kịp thời và phấn đấu đạt kết quả cao ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chi bộ thôn Tân Tiến hiện có 9 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2013-2015, tập thể cán bộ đảng viên trong chi bộ đã thực sự đoàn kết, nhất trí cao về tư tưởng và hành động. Lãnh đạo nhân dân trong thôn thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của nghị quyết đề ra, phát huy thành tựu của nhiệm kỳ trước. Đại hội chi bộ thôn Tân Tiến khóa 21 nhiệm kỳ 2015-2018 đã đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu, tập trung vào công tác lãnh đạo nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Chi bộ chúng tôi đang tập trung xây dựng quy chế cũng như là kế hoạch để triển khai thực hiện cái nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ, thì đặc biệt là trong cái thời gian qua thì cũng là cái dịp đầu xuân năm mới, và sau ngay sau Tết thì chúng tôi cũng đã triển khai tới các tổ chức đoàn thể của thôn tổ chức trồng cây đầu xuân và tuyên truyền cho bà con nhân dân tập trung là trồng cây đầu xuân cũng như là tập trung vào cái việc sản xuất trong cái vụ đông xuân 2014-2015. Thì qua kết quả đến nay thì nhân dân đã tập trung xuống đồng và đã sản xuất 100% diện tích các loại cây trồng như lúa và cây ngô, hoa màu, các loại khác ở trên địa bàn. Đảng bộ xã Tân Quang có 12 chi bộ thôn bản. Sau thành công đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2018, Đảng bộ chính quyền xã đang nỗ lực chuẩn bị với quyết tâm tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau khi có chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Đảng bộ xã đã thành lập 3 tiểu ban giúp việc đại hội, gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội. Cử các đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các chi bộ tổ chức đại hội. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ đã tổ chức xong đại hội. Tiểu ban văn kiện đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo, báo cáo chính trị với khá nhiều điểm mới, như có thêm đề mục việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng về đại hội đảng bộ xã và đại hội đảng các cấp cũng đã được triển khai, gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Trong cái chương trình thực hiện nghị quyết thì bà con rất là phấn khởi, đặc biệt là cái công tác tuyên truyền về kết quả đại hội thì đã được tuyên truyền sâu rộng trên phương tiện loa truyền thanh của xã. Nhưng mà đến nay thì bà con nhân dân đã nắm bắt được các cái chỉ tiêu nghị quyết mà đại hội đảng bộ các chi bộ trực thuộc đã đề ra. Thế và đến giờ phút này thì bà con rất là phấn khởi, thấy rằng là các cái chỉ tiêu đặt ra sát với điều kiện thực tiễn của địa bàn dân cư, sát với từng thôn. Cho nên là nhân dân rất là phấn khởi và đã tích cực tham gia các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Đến nay 12 trên 12 chi bộ đã thực hiện hoàn thành các mô hình công trình chào mừng đại hội đảng bộ. Và đối với xã thì chúng tôi đã tổ chức thành công cái công trình đường bê tông từ đường quốc lộ 2 vào trụ sở ủy ban xã, và đã lấy cái mô hình nhà sạch vườn đẹp tại thôn Mỹ Tân để làm cái mô hình chào mừng đại hội đảng bộ xã, và đến thời điểm này thì đã thực hiện được 60% các cái mô hình nhà sạch vườn đẹp. Khác với chi bộ thôn Tân Tiến, xã Tân Quang có đặc thù phần lớn người dân sống dựa vào nông lâm nghiệp. Do đó,
chi bộ thôn Tân Lâm xã Quang Minh đã đề ra chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu giá trị sản xuất bình quân đạt 54 triệu đồng trên hecta đất canh tác, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng trên năm và phấn đấu thôn đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để đạt được các mục tiêu quan trọng này, chi bộ thôn Tân Lâm xã Quang Minh đã xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất gắn với sản xuất hàng hóa, đảm bảo chất lượng, tiếp tục phát huy nội lực trong nhân dân, thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Với khí thế đầu năm và đầu nhiệm kỳ, những ngày này, chi bộ thôn Tân Lâm xã Quang Minh đang tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động 63 hộ dân trong thôn tích cực chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi. Với quyết tâm giành được thắng lợi ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện nghị quyết của chi bộ. Chi bộ đã triển khai các nghị quyết đến toàn đảng viên trong chi bộ và nhân dân trong thôn. Thì quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà chi bộ, đại hội chi bộ đã đưa ra. Cụ thể là về phát triển kinh tế, chăn nuôi, gia súc, gia cầm và sản xuất nông lâm nghiệp là chủ yếu. Quang Minh có 29 chi bộ trực thuộc, trong đó có 20 chi bộ thôn bản, 9 chi bộ khối cơ quan, trường học, trạm y tế với gần 690 đảng viên. Thực hiện chỉ thị kế hoạch về đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy xã Quang Minh đã tập trung chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc. Cũng như chi bộ thôn Tân Lâm, hiện nay các chi bộ của xã Quang Minh đều đang tập trung vào thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân, tích cực lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau Tết Nguyên đán xong thì đảng ủy đã chỉ đạo các cái chi bộ xây dựng cái quy chế hoạt động và tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân và tổ chức triển khai nghị quyết. Về kết quả thì đầu năm thì đã tổ chức gieo cấy được 355,5 ha, thì đạt 99,7 ha diện tích lúa và cây ngô là 127 ha đạt 98%, và tổ chức tốt cái việc dồn điền chỉnh trang đồng ruộng để thực hiện theo năm cùng, và cũng đã thực hiện rà soát các cái tiêu chí nông thôn mới, và thực trong năm 2015 là phải thực hiện thêm 7 tiêu chí, là phấn đấu đến năm 2015 là xã Quang Minh đạt 19 trên 19 tiêu chí. Với việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, tin tưởng rằng đời sống nhân dân trong huyện ngày càng nâng cao, diện mạo đô thị, nông thôn mới của huyện Bắc Quang đang được hình thành bởi chính sự đổi mới từ công tác đảng. Trong đó có sự gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên cùng với sự vào cuộc tích cực của người dân, góp phần xây dựng huyện Bắc Quang ngày càng giàu mạnh. Là một trong năm xã được huyện Bắc Quang chọn làm xã điểm trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sau đầu năm triển khai thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang đã từng bước nâng lên, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc. Nhận thức đúng chương trình mục tiêu quốc gia là chương trình lớn của Đảng và Nhà nước. Ngay sau khi thành lập, các ban chỉ đạo, ban quản lý và ban phát triển xây dựng nông thôn mới của xã Đồng Yên đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc họp để người dân nắm bắt được các nội dung, tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhân dân đã nhận thấy các nội dung, tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới đều phù hợp và mang lại lợi ích thiết thực trong đời sống, sinh hoạt của mỗi hộ gia đình. Về cái việc xây dựng nông thôn mới thì cái vấn đề chăn nuôi, phát triển nông thôn ấy, về từng cá thể, từ các gia đình một ấy, thì nói chung là phát triển được cái là rất là tốt, mà nâng cao được cái kinh tế, rồi môi trường được vệ sinh tốt, rồi là nói chung cuộc sống của mình là cải thiện nhiều, cải thiện rất nhiều, nên là khác không phải là cải thiện nhiều nữa. Thế cho nên là bây giờ theo ý tôi là muốn là làm sao phát triển được càng rộng càng tốt thì để cho nâng
cao được cái cuộc sống của dân lên. Nên mà cuộc sống của dân có mạnh, có tốt thì vấn đề xây dựng thôn mới thì mới đảm bảo mới tốt. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Yên đã nỗ lực thực hiện các tiêu chí đề ra như xây dựng các dự án phát triển sản xuất theo các chương trình đề án của huyện. Xác định sản xuất nông lâm nghiệp vẫn là trọng tâm với các loại cây trồng chủ lực, đó là cây lúa, lạc và trồng rừng. Xã Đồng Yên đã xây dựng chương trình vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ vậy, sản xuất nông lâm nghiệp ở xã đã có bước phát triển nhanh. Năm 2014, toàn xã đã có trên 884,7 ha lạc. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2014 của xã đã đạt 129,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29,4 triệu đồng trên năm. Đã xác định đây là cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từ đó thì chúng tôi đã tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái nhóm giải pháp là 5 cây 2 con. Như ví dụ như là cây vườn rừng và cây lạc và cây lúa. Đấy, và phát triển cây cam và cây thanh long. Đấy, đồng thời đó thì sau cũng một thời gian tổ chức triển khai thì đến nay thì cơ bản nhận thức của đại bộ phận nhân dân là có cái sự chuyển biến tích cực và nhân dân cũng đang có cái xu hướng là chuyển dịch mạnh mẽ và hiện nay cơ bản là những cái mô hình đã được hình thành và đang đem lại hiệu quả rõ rệt. Xác định về vấn đề giao thông giao thương là hết sức quan trọng nhằm giúp nông dân tiêu thụ nông sản được dễ dàng nên phát triển giao thông luôn được chính quyền xã chú trọng. Ngoài các tuyến đường chính được trải nhựa do nhà nước đầu tư, xã Đồng Yên đã vận động nhân dân đóng góp theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm để hoàn thiện nhiều tuyến đường giao thông liên thôn. Như vậy, hiện nay, xã Đồng Yên đã có 100% đường trục xã và liên xã được nhựa hóa. Hệ thống đường liên thôn được cứng hóa theo tiêu chuẩn quy định đạt trên 85%. Bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi rõ nét. Bằng những nỗ lực trong phát triển kinh tế văn hóa, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự theo chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2014, áp vào bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã Đồng Yên đạt 10 trên 19 tiêu chí gồm tiêu chí quy hoạch, điện, trường học, bưu điện, thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa. Trong 9 tiêu chí còn lại, có nhiều tiêu chí đã đạt trên 50% so với yêu cầu. Trong năm 2015 này và những năm tới, thì chúng tôi sẽ tiếp tục đó là phát huy cái nội lực của nhân dân theo cái chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm để phấn đấu làm sao từ nay cho đến năm 2020 thì xã Đồng Yên là sẽ về đích sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Đấy là theo cái chủ quan của chúng tôi như vậy và nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ xã cũng đã xác định và tới này trong cái nghị quyết của đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 thì chúng tôi cũng xác định như vậy và sẽ phấn đấu vận động cán bộ đảng viên rồi tất cả hệ thống chính trị như bà con nhân dân tích cực hơn nữa để vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để chúng tôi thực hiện đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, mặc dù còn không ít khó khăn nhưng với những gì đã và đang làm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đồng Yên đã có những bước đi đúng đắn, vững vàng trên con đường xây dựng nông thôn mới. Tin tưởng rằng bằng sự nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong những năm tiếp theo, xã Đồng Yên sẽ phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình Bắc Quang phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.